Lúc bấy giờ Ngài A hỏi cứu thoát Bồ Tát: "Thưa thánh giả, phải nên cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia như thế nào? Còn đèn và trang phan tục mạng thì phải làm ra sao?" Cứu thoát Bồ Tát đáp rằng: "Đại đức, nếu có người bệnh nào muốn hết bệnh khổ, người đó nên trong 7 ngày 7 đêm hãy thọ trì bát quan trai và tùy theo khả năng của mình mà dùng thức ăn nước uống cùng những vật dụng cần thiết khác để cúng dường cho các vị tỳ kheo. Ngày đêm sáu thời, họ lễ bái hành đạo và cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Quan Như Lai like kia. Họ đọc tụng kinh này 49 lần, thắp 49 ngọn đèn và làm bảy hình tượng của Như Lai like kia. Trước mỗi hình tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe và phải thắp sáng liên tục, không được gián đoạn trong 49 ngày. Ngoài ra họ cần tạo lập tràng phan năm màu với độ dài của 49 gàn tay và phóng xanh các loài động vật, cho đến 49 loài hay nhiều hơn nữa như vậy họ sẽ tai qua nạn khỏi và chẳng bị chết oan hay gặp ác quỷ bắt giữ. Lại nữa A à Nan, nếu những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc, khi có tai nạn khởi lên như dân chúng mắc nạn bệnh dịch, nạn nước ngoài xâm lăng, nạn nội loạn trong nước, nạn tinh tú biến đổi quá dị, nạn nhật thực nguyệt thực, nạn mưa gió trái mùa hoặc nạn quá thời không mưa. Khi ấy những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc kia phải vì hết thảy hữu tình mà khởi lòng từ bi và ân xá tội nhân rồi y theo pháp cúng dường đã nói ở trên mà cúng dường thế tôn dược sư lưu đi qua như lai kia do thiện căn này cùng sức bổ nguyện của như lai kia nên sẽ khiến cho nước đó liền được an ổn mưa gió thuận hòa các loại hạt chính rộ tất cả hữu tình được vui vẻ và không có bệnh tật ở trong nước đó sẽ không có bạo lực hay quỷ tiệp tật làm não loạn chúng sanh tất cả điềm xấu thể liền ẩn mất còn những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc thì được mạnh khỏe thọ mạng lâu dài thân tự tại không bệnh và mọi việc đều được thêm nhiều lợi ích này a nan nếu vương hậu vương phi công chúa thái tử vương tử đại thần phụ tướng thì nữ trong cung quân thần bách quan hay lê dân bách tánh nào mắc bệnh khổ sở cùng những ách nạn khác thì họ cũng nên tạo lập thần phan năm màu thắp đèn và để cháy sáng liên tục phóng sanh các loại chúng sanh rải nhiều thứ hoa khác nhau và đốt những nén hương quý như thế bệnh tật của họ sẽ được tiêu trừ và thoát khỏi ách nạn